Chào các em, thầy tên là Đỗ Ngọc Hiền, giáo viên của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông. Bài giảng hôm nay là bài giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình tiếp theo ở dạng 4 là bài toán về năng suất lao động. Trước hết, thầy nhắc lại cho các em nắm lại là ba bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình cụ thể như sau. Bước 1, lập hệ phương trình. Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn, biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn. Dựa vào mối quan hệ giữa các đại lượng để lập hệ phương trình. Bước 2, giải hệ phương trình đã lập được bằng phương pháp thế hoặc là phương pháp cộng. Bước 3, trả lời. Chọn đối chiếu nghiệm với điều kiện, chọn nghiệm thích hợp để kết luận. Bây giờ chúng ta đi vào phương pháp giải bài toán về năng suất lao động. Để giải bài toán về năng suất lao động thì các em cần vận dụng các công thức sau. Thứ nhất là công thức thứ nhất là N bằng 1 trên T. Từ công thức này chúng ta suy ra T bằng 1 trên N. Công thức thứ hai là CV bằng N nhân T. Trong ba công thức này, các đại lượng gồm có như sau. N là năng suất làm việc, T là thời gian hoàn thành công việc. Một là công việc cần hoàn thành, CV là số công việc hoàn thành trong thời gian T. Như vậy chúng ta cần vận dụng thêm ba công thức mà trên này để chúng ta bắt đầu giải bài toán. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào ví dụ 1. Ví dụ 1 là bài tập số 33 sách giáo khoa trang 24, đề bài như sau. Hai người thợ cùng làm xong một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì chỉ hoàn thành 20 được 25% công việc. Hỏi, nếu làm việc riêng thì mỗi người hoàn thành xong công việc đó trong bao lâu? Đây là cái bài toán, nói chung nó là bài toán về công việc làm chung, công việc làm riêng. Và đặc biệt nó nêu lên đó là năng suất lao động của từng người. Để giải bài toán này thì các em đọc đề bài và chúng ta phân tích đề bài. Trong cái đề bài này thì có 25% thì chúng ta có thể đổi thành là 1 phần 4. Lấy 200 chia 100 thì lúc còn lại là 1 phần 4. Bây giờ chúng ta tiến hành giải như sau. Ở bước 1, thầy gọi thời gian người thứ nhất làm riêng hoàn thành xong công việc là ít giờ. Điều kiện x phải lớn hơn 16. Số người làm riêng thì phải là số là hai người làm chung thì xong 16 giờ cho nên x lớn hơn 16. Rồi thời gian người thứ hai làm riêng hoàn thành xong công việc là y giờ, y cũng lớn hơn 16. Trong 1 giờ người thứ nhất làm được là 1 trên x công việc. Chúng ta vận dụng công thức ở phương pháp để chúng ta tính cái này. Và người thứ hai làm được 1 trên y công việc. Nên ta có phương trình 1 trên x cộng 1 trên y thì bằng 1 trên 16. Đây là phương trình thứ nhất. Người thứ nhất làm trong 3 giờ, người thứ hai làm trong 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25%, tức là bằng 1 phần 4 công việc. Nên ta có phương trình thứ hai đó là 3 trên x cộng 6 trên y thì bằng 1 phần 4. Từ phương trình 1 và phương trình 2 ta có hệ phương trình sau. 1 trên x cộng 1 trên y bằng 1 trên 16. 3 trên x cộng 6 trên y bằng 1 phần 4. Bây giờ chúng ta giải hệ phương trình này thì chúng ta có thể giải bằng nhiều cách. Phương pháp cộng, phương pháp thế. Ngoài ra thì chúng ta còn một cái phương pháp nữa là phương pháp đặt ẩn phụ. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải bằng phương pháp cộng cụ thể như sau. Từ phương trình này, phương trình thứ nhất thầy nhân tử và mẫu cho 3 thì được cái phương trình 3x cộng 3y, 3 trên x cộng 3 trên y bằng 3 trên 16. Thì nó xuất hiện được là cái ẩn x có giá có là hệ số bằng nhau thì thực hiện phép cộng đại số thì thầy được.
Có thể thầy lấy phương trình 2 thì trừ phương trình 1, hoặc là phương trình 1 trừ phương trình 2 cũng được. Thì chúng ta được là lấy phương trình 2 trừ phương trình 1, 3 trên x trừ 3 trên x bằng 0, 6 trên y trừ cho 3 trên y thì bằng là 3 trên y. 1 phần 4 trừ cho 3 phần 16 thì nó sẽ bằng là 4 trừ 3 phần 16 bằng 1 phần 16. Tiếp tục thế 3 phần y bằng 1 phần 16 vào phương trình thứ nhất thì ta được là 3 phần x sẽ bằng 3 phần 16 trừ cho 1 phần 16 thì sẽ bằng là 2 phần 16. 2 phần 16. Bây giờ chúng ta đi tìm x bằng cách nhân kéo lên. X sẽ bằng là 3 nhân 16 chia 2 thì bằng 24. Y sẽ bằng 3 nhân 16 chia 1 bằng 48. Như vậy chúng ta tìm được x bằng 24 và y bằng 48 là nghiệm của hệ phương trình chúng ta đã lập được. Bây giờ chúng ta so sánh nghiệm tìm được với điều kiện của đề bài cho thấy x bằng 24 thì lớn hơn 16, y bằng 48 lớn hơn 16. Vì vậy cho nên chúng ta kết luận là nghiệm tìm được thỏa mãn điều kiện đề bài. Như vậy nghiệm tìm được thỏa mãn điều kiện đề bài thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta gọi x là người thứ nhất làm riêng hoàn thành xong công việc là 24 giờ, người thứ hai, nên chúng ta kết luận nếu làm riêng thì người thứ nhất hoàn thành xong công việc trong 24 giờ, người thứ hai hoàn thành xong công việc trong 48 giờ. Thầy đã vừa hướng dẫn các em giải xong cái ví dụ 1 về bài toán về năng suất lao động. Có người còn gọi là về công việc làm chung, công việc làm riêng. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em ví dụ 2. Hai đội công nhân cùng làm một đoạn đường trong 24 ngày thì xong. Mỗi ngày phần việc đội A làm được nhiều lần làm được nhiều gấp rưỡi đội B. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội làm xong đoạn đường đó trong bao lâu? Thì ở bài này nó cũng tương tự giống như ví dụ 1. Chúng ta tiến hành là đọc kỹ đề bài rồi phân tích những dữ liệu đã cho. Rồi chúng ta chọn ẩn số. Thì ở đây các em người ta hỏi là nếu làm một mình thì mỗi đội làm xong công việc đó trong bao lâu, thì chúng ta thấy là có hai đội thì chúng ta nên chọn ẩn số như sau. Gọi thời gian để đội A làm một mình xong đoạn đường là x ngày. Giống như ví dụ 1 thì điều kiện x cũng lớn hơn 24. Thời gian để đội B làm một mình xong đoạn đường là y ngày, điều kiện y lớn hơn 24. Trong một ngày thì đội A làm được là 1 chia cho x và đội B làm được là 1 trên y và cả hai đội sẽ làm được là 1 trên 24. Hai đội làm xong đoạn đường trong 24 ngày nên ta có phương trình. Phương trình thứ nhất là 1 trên x cộng 1 trên y bằng 1 trên 24. Đây là phương trình thứ nhất chúng ta lập được. Tiếp tục chúng ta xem cái dữ liệu mỗi ngày phần việc đội A làm nhiều gấp rưỡi đội B, tức là gấp 1,5 lần. 1,5 thì nó bằng là 3 phần 2 lần. Các em chú ý. Tiếp tục chúng ta làm năng suất một ngày đội A gấp rưỡi đội B nên ta có phương trình là 1 trên x thì bằng 3 phần 2 nhân 1 trên y. Chúng ta nhân vô thì chúng ta được cái phương trình đó là 1 trên x trừ 3 trên 2y bằng 0. Đây là phương trình thứ hai. Từ phương trình 1 và phương trình 2 ta có hệ phương trình 1 trên x cộng 1 trên y bằng 1 trên 24. 1 trên x trừ cho 3 trên 2y bằng 0. Chúng ta lập được hệ phương trình, tức là chúng ta đã hoàn thành xong bước 1. Bây giờ chúng ta giải hệ phương trình. Tương tự vậy thì ở đây thì cũng giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng. Bằng cách là chúng ta lấy phương trình 1 trừ cho phương trình 2, 1 trên x trừ 1 trên x thì bằng 0.
1 trên y trừ cho trừ 3 phần 2y, tức là 1 trên y cộng cho 3 phần 2y thì nó sẽ bằng, chúng ta quy đồng mẫu số là 2y thì nó sẽ bằng 2 cộng 3 trên 2y thì bằng 5 phần 2y. 1 phần 24 trừ cho 0 thì bằng 1 phần 24. Và chúng ta kết hợp với cái phương trình thứ nhất thì chúng ta được cái hệ mới tương đương với hệ đã cho. Tiếp tục thì tính được là y, y nó sẽ bằng 5 nhân 24 là 120 chia cho 2 thì nó bằng là 1 trên y thì bằng 1 trên 60. Giờ thế vô phương trình thứ nhất thì chúng ta tìm được 1 trên x thì bằng 1 phần 24 trừ cho 1 phần 60, rút gọn thì chúng ta được là 1 phần 24 trừ 1 phần 60, chúng ta rút gọn thì hưởng được là 1 phần 40. Như vậy tìm được là 1 trên x bằng 1 phần 40, chúng ta nghịch đảo lên để chúng ta tìm được x bằng 40 và y bằng 60. Với x bằng 40 và y bằng 60 nó thỏa mãn cái điều kiện x lớn hơn 24 và y cũng lớn hơn 24. Nhưng mà đề bài thì chúng ta qua cách giải thì chúng ta gọi x là thời gian để đội A làm xong đoạn, làm một mình xong đoạn đường. Y là thời gian để đội B làm một mình xong đoạn đường. Cho nên chúng ta kết luận. Vậy nếu làm một mình thì đội A làm xong đoạn đường trong 40 giờ. Đội B làm xong đoạn đường trong 60 giờ. Thì ở bài toán này các em mới ở bài toán về năng suất lao động thì các em chú ý ha, giải hệ cái phương trình nó chứa ẩn ở mẫu, ẩn x ẩn y ở mẫu. Nếu chúng ta giải thầy hướng dẫn các em cái cách giải bằng cái phương pháp cộng thì chúng ta giải ra được, chúng ta tìm được cái ẩn là 1 trên x và 1 trên y. Sau đó chúng ta nghịch đảo lên thì chúng ta tìm được x và y. Ngoài ra thì người ta còn là hướng dẫn chúng ta, còn cái như trung tâm là chương trình sách giáo khoa có hướng dẫn là các em sẽ là giải cái hệ phương trình này, những cái dạng tương tự này bằng cách đặt ẩn số phụ, tức là chúng ta đặt 1 trên x bằng u bằng 1 trên x và v thì bằng 1 trên y, thì chúng ta đưa cái hệ phương trình này nó trở về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn u và v, và chúng ta tiến hành giải bằng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng. Thì sau khi tìm được u và v xong thì chúng ta thay một u thì bằng 1 trên x để chúng ta tìm x, v thì bằng 1 trên y để chúng ta tìm v, tức là sau khi chúng ta giải xong thì 1 trên x này là u, u bằng 1 phần 4, rồi v thì bằng là 1 phần 60, 1 phần 40, 1 trên x bằng 1 phần 40, 1 trên là v thì bằng 1 phần 60, thì chúng ta tìm được x bằng là 40 và y cũng bằng 60, cũng ra kết quả tương tự vậy. Cho nên chúng ta lưu ý là giải hệ một hệ phương trình thì có rất nhiều cách giải, nhưng mà thông thường thì chúng ta giải bằng phương pháp cộng hoặc phương pháp thế, phương pháp cộng đại số hoặc phương pháp thế. Ngoài ra chúng ta còn cái phương pháp là ẩn số phụ, nếu em nào mà chúng ta làm rành thì chúng ta nên làm là cái phương pháp nào mà chúng ta thấy mình làm hiệu quả nhất. Như vậy qua cái hai ví dụ này thì chúng ta thấy bài toán về năng suất lao động, hay nói khác hơn là công việc làm chung, công việc làm riêng, thì chúng ta cần chú ý, cần chú ý để thực hiện là cái như là tốt, là chúng ta phải nắm được, nắm vững được là ba công thức, ba công thức mà chúng ta trong cái phương pháp thầy đã nêu. Và để làm được cái dạng toán, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình này thì các em phải làm được cái bước 1 là bước chìa khóa để chúng ta giải bài toán. Nếu chúng ta không đọc đề kỹ, không phân tích đề để biết được là những đại lượng nào đã biết, những đại lượng nào chưa biết và những đại lượng nào cần tìm, trong mối quan hệ giữa đại lượng đã biết và đại lượng chưa biết có mối quan hệ như thế nào, thì chúng ta không thể nào lập được phương trình. Do hệ phương trình, từng phương trình
mà lập được hai phương trình thì chúng ta ghép thành hệ phương trình. Có hệ phương trình rồi thì chúng ta mới giải được. Là như vậy các em cần lưu ý, cần lưu ý. Chúng ta phải thực hiện tốt cái bước 1, sau đó chúng ta giải bước 2 là giải bằng hệ phương trình một phương cộng phương hợp thế, sau đó chúng ta đối chiếu nghiệm tìm được với cái điều kiện của bài toán thì chúng ta kết luận toán về năng suất lao động. Như vậy trong cái bài giảng hôm nay thầy đã hướng dẫn các em hai ví dụ về bài bài toán về năng suất lao động. Bài giảng đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo.